Xin chào anh em, mình là Linh Eddie đến từ băng hải tặc áo đen và đây là các thuyền viên trong băng hải tặc của mình anh em ơi. Sau 100 giờ cày cuốc dài lê thê thì cuối cùng mình đã nâng cấp được cho tất cả các thuyền viên của mình, có thể lên được 9 sao rồi anh em nhá. Ít nhất là level 200. Đặc biệt Bartolomeo là lên 250, tức là 10 sao luôn rồi anh em ơi. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp lại 100 giờ nâng cấp các thuyền viên của mình từ cùi bắp lên 9 sao cực kỳ bùng nổ anh em nhá. Hôm nay sẽ là một video siêu dài, thế cho nên anh em cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào chiêu mộ thùng đặc biệt luôn. Đấy, 52 thùng bia này, cứ nhanh nhẹn mà vã thôi. Hy vọng rằng là có thể ra được Bartolomeo. Trời ơi, và Karasu. Karasu Bartolomeo. 32 thùng bia, cố lên nào. Úi giời ơi, Robin à. Trời ơi, cay thế nhờ. Smoker S thì làm cái quái gì cho đời đây. Zoro. Trời ơi, tướng SS của tôi đâu. Ôi giời ơi, chịu rồi. Nhưng mà không sao anh em nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể chiêu mộ đủ 150 thùng bia để sở hữu được em Ace Severus đầu tiên trong đội hình của mình rồi. Thế là không chần chờ gì nữa, mình vào luôn trong phần túi đồ mình ghép mảnh Ace Severus luôn anh em. Wow, đẹp dai thực sự anh em nhá. Đấy, trước khi nâng cấp mình phải cho em nó ra trận chỉ một mình em nó thôi, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em nó cái đã anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào để nâng cấp này, một phát là lên level 100 luôn nhỉ. Nhưng mà cái nhiệm vụ khó khăn hơn của mình bây giờ là kiếm đâu ra 150 thùng bia nữa để có thể là nâng cấp cho em nó lên 6 sao anh em ạ. Thế mới khoai đấy. Trang mình nhanh một cái đã, nâng viên đá lên nào. Nâng luôn đi, nâng cấp luôn. Ôi giời ơi, hết sạch tài nguyên anh em nhá. Không sao, đầu tư cho Ace làm cái gì đấy không hề sai lầm tí nào anh em ạ. Sau khi nâng cấp Ace lên level 100 rồi, mình sẽ vào đậu thần để thử thách sức mạnh của em nó trong cây đậu thần này xem là có ăn được mấy con quái vật trong này không. Ủa ôi, skill. Ủa ôi, skill vai cả trưởng đẹp thế nhở. Rồi luôn, nhưng mà sức sát thương nộ thì không ăn thua lắm. Nhưng anh em có thể nhìn thấy là sức sát thương cuối lượt thì ối dồi ôi luôn. Một phát sát thương cuối lượt là khiến cho kẻ địch nằm xuống không kịp ngáp anh em nhá. Ây ôi, nộ lên. Rất là nhiều bí ngô Halloween đỏ rực rỡ luôn anh em ạ. Lửa như các thứ. Úi xời, Akenu phải gọi bằng cụ luôn. À nhầm, phải gọi bằng điện thoại luôn. À nhầm, phải gọi bằng mồm luôn anh em nhá. Đấy, được lắm anh em. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Ace Severus ra mắt rồi. Mình cũng đã hỏi anh em về số kim cương mà mình hiện có nên làm gì cho nó hợp lý. Thì đến 90% anh em bảo mình là nên mua cái xu may mắn này. Thì tất nhiên rồi, mình sẽ nghe theo lời anh em mua luôn 300 xu may mắn này anh em nhá. Sau đấy thì mình vào mình quay vòng quay may mắn thôi. Nhưng mà bởi vì bây giờ mình chưa lên được level 80 nên là không có thể nào mà quay được x100 lượt phát. Quay x10 nó hơi thốn. Lầu phết anh em đã. Xử xong 300 xu may mắn đấy thì mình nhận lại được rất là nhiều phần thưởng, 25 thùng bia này, 45 khẩu pháo tấn công này. Chợt nhớ ra là ở trong cái phần shop quả bốn lá này mình có thể mua thêm thùng bia mà. Đấy, thế là mình xả hết vào đây anh em nhá. 4000. Và bây giờ mình xả 72 thùng bia nó mới sướng anh em ạ. Nào, xem được có em Ace Severus nào hay không đây anh em ơi. Ui giời ơi, ui shop à. Ui giời ơi, xây ra anh em ơi. Còn 42 thùng bia nữa anh em ạ. Ui giời, lại tiếp tục là ui shop này. Tiếp tục là 10 thùng nữa để xem được em gì không anh em nhá. Lại là xây ra. 10 thùng nữa đi. Mình thì không cần nhà khảo cổ cho lắm anh em nhá. Ui giời, ui Khalifa. Và thêm 10 thùng nữa. Anh em liệu rằng Epo thì làm cái gì cho đời đây. Ui trời ơi, lại là Luffy BM chứ không phải là Ace Severus anh em ạ. Chắc là mình cũng sẽ có thêm một cái nhiệm vụ nữa là nhận thêm được Ace Severus. Bởi vì là mình đã kết thúc cái vòng 2 rồi, bây giờ chuẩn bị sang vòng 3 để kiếm thêm em Ace Severus nữa anh em nhá. Ace Severus của mình đang nằm đây đúng không, mình sẽ hợp thành luôn anh em ạ. Và giờ thì mình sẽ vào nâng sao thôi. Ây sợi, ui ôi, nhưng mà tướng năm sao hệ chính xác của mình chỉ có đúng 2 em thôi. Thực ra là 3 em nhưng mà em Hiruri này thì không nên nâng cấp bởi vì nó rất là lãng phí. Trời, cả Mecha Frankie nữa, tức là mình chỉ có 1 em 5 sao ở bên hệ chính xác. Ồ, mình chợt nhận ra đây có 200 mảnh tướng ở bên này chính xác. Thế thì nâng cấp hợp thành luôn chứ còn cái gì nữa anh em ơi. Đấy, thế là mình đã có phôi để nâng cấp cho Ace lên 6 sao rồi anh em nhá. 1, 2, 3, 4, lên. Ok, thức tỉnh này. Nhưng mà để nâng cấp lên 7 sao lại thiếu phôi. Nhưng không sao, mình sẽ nâng cấp level trước vậy. Lên 140 luôn. Ui giời, lại thiếu mình liệu anh em ạ. Trang bị, ấn trang bị nhanh bởi vì mình vừa nhận được hai cái món trang bị mới mà. Sau đấy là mình tiếp tục đi hợp thành hết tất cả những cái vị tướng 5 sao bên hệ chính xác anh em nhá, để có thể là lấy phôi nâng cấp cho Ace Severus của mình lên cho nó mạnh mẽ. Lên tầm 8 sao là ngon lành cái nào này. Ôi nhưng mà mình phát hiện ra là mình còn thiếu phôi 6 sao nữa cơ. Ôi, thế thì mình sẽ đi hợp thành hết tất cả một lượt luôn anh em ạ. Từ 4 sao cho đến 5 sao, mình cũng sẽ hợp thành một lượt luôn anh em nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ghép tướng 5 sao anh em ạ. Cứ hai con tướng trùng nhau là được này. Đây rồi, 1, 2, 3 và 4 này. Ok, thức tỉnh luôn. Như vậy là mình đã có một phôi 6 sao rồi. Thế là mình đã đủ phôi để nâng cấp cho Ace Severus của mình lên rồi. Một phôi 6 sao và 3 phôi 5 sao. Quá đơn giản luôn. Lên 8 sao rồi anh em nhé. Bước sang ngày thứ 5. Với 8 sao level 150 như thế này thì vẫn chưa thể nào mà gọi là mạnh được. Nên là mình sẽ quyết tâm đi tìm kiếm trả quỷ Mera Meranomi để cho Ace Severus có thể mạnh mẽ hơn anh em nhé. Mình đã vào hoạt động, sau đó vào phần trả quỷ. Ở vòng quay su ác quỷ này thì mình đã tích lũy được 100 cái xu rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quay luôn anh em nhé. Phải pha x10 đầu tiên để mình xem là được trả quỷ gì đây. Mình chỉ được một vài tinh chất ác quỷ chung cũng như là tinh chất ác quỷ sơ mà thôi, vẫn chưa có mảnh trái quỷ nào để có thể là ghép thành một trái ác quỷ xịn sò con bò anh em ạ. Phải 10 thứ hai để xem được trái quỷ nào không anh em ơi. Ồ, mình được 5 mảnh trái ác quỷ cà tím Banenomi anh em nhé. Tiếp tục phải 10 thứ ba xem là trái quỷ gì anh em ơi. Lần này thì không có mảnh trái quỷ nào cả, quá buồn luôn đi. Phải 10 thứ tư, trời ơi, cũng tương tự như x10 lần thứ ba luôn anh em ạ.
không được cái gì luôn. Và phải 10 thứ 5 thì mình đã có thêm được một mảnh trái ác quỷ Jojo Nomi này, Bane Bane Nomi và Hobi Hobi Nomi. Nhưng mấy trái ác quỷ này chỉ là bậc A mà thôi, có duy nhất cái này là bậc S nhưng mà chỉ được một mảnh anh em nhá. Tiếp tục là mình quay X10 lần thứ 5. Ồ, lần này là được một mảnh trái ác quỷ bậc S, đó chính là Bari Bari Nomi. Lần này thì được cái gì đây anh em ơi? Ủa, cũng được khá khá đấy anh em ạ. Tiếp tục phát nữa xem nào. Trời ơi, nó chỉ là được mảnh thôi nha. Rất khó để cho chúng ta có thể sở hữu thành một trái nguyên vẹn bậc thực sự luôn anh em ạ. Không thể tin được. Và mình chợt nhận ra rằng đây chỉ là cái xu thường thôi. Để kiếm được trái ác quỷ Mera Mera Nomi thì mình phải chuyển sang cái phần quay đặc biệt và tìm kiếm cái trái ác quỷ SS này thì mới được cơ. Nhưng mà cái xu này thì hiện tại là mình chưa có được một cái xu nào cả. Quá là thất vọng luôn đi. Thế là mình không thể nào mà sở hữu được trái Mera Mera Nomi cho Ace trong ngày hôm nay rồi. Mình vào check thư hệ thống một tí thì nhận thêm được một số cái phần thưởng có 5 thùng bia và 40 khẩu pháo hủy diệt. Và mình thử vận may đầu ngày với hệ chính xác 10 thùng bia anh em nhá. Có Ace Burst hay không đây? Trời ơi, câu trả lời là méo. Chuyển sang cốc bia vàng thì hiện tại mình có 87 cốc và mình chiêu mộ ngay lập tức 70 cốc đã trôi qua. Còn 17 cốc nữa thì mình đang bị chặt túi đồ, chưa chiêu mộ được tiếp anh em nhá. Để mình xem có tướng nào xịn sò con bò ở đây hay không nào. Tiếp tục là mình sẽ chiêu mộ cốc bia vàng với 10 cốc bia vàng cuối cùng này anh em nhá. Nhưng mà không được vị tướng nào ngon cả anh em ơi. Ở đây mình có 450 mảnh này. Trời ơi, liệu rằng là có được vị tướng nào xịn sò hay không đây. Ui giời, toàn gáp là gáp thôi anh em ạ. Tây nữa, tiếp tục nào, 150 mảnh này. Trời ơi, không thể tin được, nhân phẩm của mình hôm nay lại đen như vậy anh em nhá. Ở bên mảnh hệ chính xác này thì sao đây? Trời ạ. À. Sau đó thì mình vào trong túi và mở thêm một số những cái túi belly, những cái túi nào mà ít giờ thì mình sẽ mở trước nhá. 23 triệu rồi này, tiếp tục lên là 30 triệu đây. 273k nữa. 8 giờ này thì hai túi là được 437k. 12 giờ thì sẽ được bao nhiêu? 328k anh em ạ. Giờ mình bắt đầu phải nâng cấp cho Ace Burst rồi. Lên level 180 rồi thì mình tiếp tục vào trong đậu thần để có thể là đi vượt đến tầng 90 làm theo cái dòng nhiệm vụ đấy. Hy vọng rằng kiếm thêm được kim cương với cả thùng bia anh em nhá. Đây rồi, Ace Burst. Một nộ lên là team địch đã nảy nằm xuống luôn rồi anh em. Hisaki quá mạnh luôn. Mình cũng đã tích lũy được 140 trên 150 lần rồi anh em ơi. Chỉ còn đúng 10 lần nữa thôi là mình hoàn toàn có thể sở hữu được một em Ace Burst nữa và nâng cấp cho Ace Burst của mình lên 9 sao anh em nhá. Hôm nay mình đã bước sang ngày thứ 6 rồi anh em ạ. Mở thư lên, mình đang nhập và nhận được khá là nhiều quà anh em nhá. Nhưng ngon nhất vẫn là quà phân cứng với 1000 kim cương, 20 thùng bia và 50 cốc bia vàng anh em nhá. Quá thùng bia, nên là mình tức tốc và chiêu mộ thêm 20 phát nữa anh em ạ. Ở bên hệ chính xác, hy vọng rằng có thể ra được Ace Burst nào. Nhưng không sao, mở thư lên thì chắc chắn là mình nhận được thêm một Ace Burst nữa rồi. Bởi vì đạt mốc rồi anh em ạ. Ngay lập tức vào mình vào túi, ghép mảnh luôn anh em nhá. Giờ thì mình sẽ vào từ chính xác và nâng một em lên 6 sao luôn anh em ơi. Lần này thì mình sẽ lựa chọn em Izo này anh em nhá. Một phát lên 6 sao luôn. Và với em Izo lên 6 sao như vậy thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp Ace Burst của mình lên được 9 sao rồi anh em ơi. He he. Khi lên được 9 sao thì mình đã có thể gắn thêm được cái bảo vật cho Ace Burst rồi anh em nhá. Và chắc chắn mình hoàn toàn có thể nâng cấp level lên level 200 rồi. Có 68 cốc bia vàng thì mình vào chiêu mộ nhanh một phát được 40 cốc, còn lại 28 cốc nữa thì đầy túi đồ anh em ạ. Hay cú quá không biết làm nào nên là mình quyết định và chút giận lên con bot Akainu này anh em nhá. Bắn được 4 phát thì nhận được thêm 1200 kim cương. Có thêm cốc bia hay là thùng bia gì ấy không đây anh em ơi? Có cốc bia vàng này, hy vọng phát cuối là thùng bia đi anh em. Nó lại là một cái dương anh em ạ. Shop Akainu thì mình có thể mua thêm được 4 cái túi kim cương nữa anh em nhá. Mở 4 cái túi này để xem có 50k kim cương hay không nào. Ui ui ui, 5, 3, 8k kim cương liền anh em ạ. Trời đất ơi, xịn sò con bò thực sự luôn nhá. Nhân phẩm đấy rồi. Còn hai cái dương này thì mình sẽ được cái gì đây? À, 50 xu may mắn này, hợp lý luôn. Giờ thì mình lại có 72 thùng bia rồi và mình tiếp tục chiêu mộ bên hệ chính xác. Hy vọng rằng là có thể kiếm thêm được một em Ace Burst anh em ơi. Bè po. Trời, X2 bè po luôn mới đầu chứ anh em. 52 thùng bia nào. Cố lên. Trời ơi. Là một tướng SS nhưng mà lại là Hancock anh em ạ. Không phải là Ace Burst mình cú chứ. Trời, lại là Izo. Và 22 thùng bia cuối cùng. Diamante này. Và Mr. One anh em ạ. Nhưng anh em nhìn đi. Ở đây thì mình đã hoàn toàn có thể xong một cái vòng nữa rồi và tiếp tục sở hữu thêm được một em Ace Burst nữa. Tuy nhiên tạm thời mình cứ để mảnh em Ace Burst ở đây, bởi vì cần thêm một em nữa thì mình mới có thể nâng cấp em nó từ 9 sao lên 10 sao anh em nhá. Hôm nay điểm danh thì mình có thêm 150 kim cương, mình nhận thư 15 trái ác quỷ luôn anh em ơi. Và bây giờ với 80 trái ác quỷ thì mình đã có thể sở hữu được một cuốn trục L2 đầu tiên trong đội hình của mình rồi. Và với cuốn trục L2 này thì mình sẽ rước về cho mình đó chính là Tứ Hoàng Tranh anh em nhá. Trông cực kỳ là lực luôn. Yes, quá là đẹp luôn đi. Và ngay lập tức mình đã vào để nâng cấp với chú xanh lên đến level 100 anh em nhá. Mình sẽ nâng cấp với chú xanh bởi vì mình biết là chú xanh cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Thêm một con pet có khả năng tấn công cho chú xanh oanh đấm nhiệt tình anh em nhá. Vậy thì để mình test thử sức mạnh của chú xanh xem như thế nào nhá. Một chém đến từ chú xanh. Ủa ôi, chiến hạng bay ra và cái đấy cũng phải nằm xuống luôn anh em ạ. Hết skill, quá là bá đạo luôn đi. Trông ngầu đét anh em nhá. Và mình chợt nhớ ra nãy giờ đi chiêu mộ cốc bia vàng có thêm 61 khúc thịt. Bây giờ tặng thêm cho ông thần tài thì xem nữa ông ấy có cho mình cốc bia với cả thùng bia hay không đây. Có 10 thùng bia luôn anh em ạ. Tuyệt vời quá cụ ơi. Vậy thì chắc
chắn là mình phải đi chiêu mộ X10 thêm một phát nữa rồi. Để xem nào. Ui giời ơi, Kizaru kìa. Giờ nó bí quá, thế cho nên là mình quyết định vào làm nhiệm vụ thôi. Nâng một lần kỹ năng bang đúng không? Cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình sẽ nâng vào kiếm sĩ để có thể chú xanh mạnh hơn anh em nhé. 3 days later. Sau đấy thì mình vào lễ hội One Piece và tiếp tục tặng khúc thịt cho mấy ông thần tài. Và đây rồi, có một cái mốc dương nữa, mình vừa mới mở ra được, có thêm 20 khẩu pháo hủy diệt và đặc biệt là có hai cái dương Acerberus anh em nhé. Ồ, 4 dương chứ không phải là 2, mình sẽ mở luôn anh em ơi. Ui, 100, 200 xu may mắn. Thế thì còn ngại ngùng gì nữa, mình tiếp tục là X10 anh em ạ. Khi mà đã xả hết 200 xu may mắn nữa rồi, nhưng mình vẫn chưa thể nào mà ra được cái vị tướng 5 sao ở trong cái vòng quay này anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã nhận được một số cái phần thưởng sau khi quay vòng quay may mắn anh em nhá. 35 khẩu pháo hủy diệt, hai cái nón Sengoku. Ở thành tựu thì mình tiếp tục là nhận thưởng thêm 200 kim cương nữa anh em ơi. Giờ đây, nâng tổng số kim cương của mình lên 21.600 kim cương anh em nha. Và với hai cái nón Senoku, mình tiếp tục là reset nào. Hy vọng rằng có thể ra được tứ hoàng xanh. Trời ơi, cay chơi nhở. Cay á, lại tiếp tục là bắn là cay nư vậy anh em ơi. 60 khẩu pháo hủy diệt thì mình bắn thêm được 3 phát nữa. Và chắc chắn là thu về được 900 kim cương và một cơ số thùng bia cũng như là cốc bia vàng anh em nha. Lần này thì mình sẽ chiêu mộ cốc bia vàng trước, sau đấy chiêu mộ thùng bia cho nó hên anh em nha. Và đây rồi, thêm một phát nữa đi nào. Ok, được hai vị tướng 5 sao. Giờ thì sang thùng bia thôi anh em ơi. Hệ chính xác tiếp tục nào. Thêm phát nữa đi nào. Trời, Apu. Và phát X10 cuối cùng. Để xem được. Trời ơi. Nhưng mà mình cũng đã nhận được thêm thư này anh em ơi. 30 cốc bia vàng được trả lại. 38 cốc bia vàng. Chiếu mộ nhanh một phát nào. May quá là không bị chật túi đồ anh em nhá. Có gáp viết các kiểu con đà điểu luôn này. Có smoker luôn. Và mình thấy một số những cái vị tướng 3 sao ở bên hệ hiếm. Ồ, thành tựu có cái gì đây? Trời ơi, sở hữu 600 thuyền viên 4 sao. Tuyệt vời quá, 500 kim cương và 300 kim cương. Tổng cộng là 800 kim cương rồi. Bây giờ mình đã có 23k. Và ngay lập tức, mình vào kho báu huyền thoại mua luôn 100 cốc bia vàng cũng như là 50 thùng bia anh em nhá. Giờ thì mình tha hồ mà chiêu mộ này. Trời ơi, nhưng mà lại đầy túi rồi. Không sao anh em ạ. Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục ra luyện tướng cũng như là huyết tế để có thể là xả nốt 60 cốc bia vàng đấy anh em nhá. Nào, tiếp tục là 60 cốc bia vàng còn lại. Ai chà, vẫn còn 20 cốc nữa cơ anh em ơi. Cày thế nhờ. Không sao không sao, đi nốt rồi anh em nhá. 28 cốc bia, bây giờ kiếm nó ra được 2 cốc bia nữa để có thể là xả nốt cái 8 cốc kia đi nhở. Nhìn ngứa mắt quá anh em ơi. Ghép mảnh xem nào. Frankie, hurry thêm nốt phát đi. Hurry bên này thêm một phát đi. Tiếp tục là mình nhận thư này. Ui, có thêm 20 thùng bia nữa rồi anh em ơi. Tuyệt vời quá. Ui, thành tựu lại có thêm. Ui, cứ tưởng là kim cương nhưng mà Akainu cũng được anh em nhá. Giờ thì mình lại có 72 thùng bia rồi và mình tiếp tục chiêu mộ bên hệ chính xác. Bepo. Trời, X2 Bepo luôn mới đau chứ anh em. 52 thùng bia nào. Cố lên. Trời ơi, là một tướng SS nhưng mà lại là Hancock anh em ạ. Trời, lại là Izo. Và 22 thùng bia cuối cùng. Diamante này. Và Mr. One anh em ạ. 10 thùng bia cuối cùng. Ui, tứ hoàng xanh. Trời ơi. Và thành tựu của mình là gì đây? 700 kim cương nữa được hoàn trả này. Trời ơi, ngon lành cành đào quá. Và ở thư 30 khẩu pháo hủy diệt và hai cái nón Sengoku, 50 mảnh nữa này. Tiếp tục là mình sẽ reset ở bên tường hiếm anh em nhá, để xem ra được em nào nào. Ui, Luffy Nika anh em ơi. Nhưng thầm này thì mình sẽ không cần Luffy Nika nữa. Dâu đen mới đau chứ. Ai, mình sẽ đánh cờ tất cả. Thêm một phát nữa đi, tứ hoàng xanh đi. Trời ơi, này reset kịp được thao ăn phí quá đen luôn anh em ạ. Mình sẽ ghép mảnh tứ hoàng xanh anh em ạ. Bởi vì mình hoàn toàn có thể nâng cấp cho tứ hoàng xanh của mình lên được 7 sao rồi anh em ơi. À không, tạm thời là 6 sao cái đã anh em nhá. Lên luôn nào, tuyệt cả là vời luôn. Sau khi nâng cấp lên 6 sao thì mình nâng một lẹ vẫn lên level 140 và tiếp tục nâng cấp lên 7 sao luôn anh em nhá. Yes, ok la luôn, cực kỳ là đơn giản này. Nhưng mình còn thiếu một phôi 6 sao nữa ở bên hệ hiếm để có thể là nâng cấp cho nó lên 8 sao mới đau anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục là trang bị cho chú Shanks đi và mở khóa thêm viên đá này đi, nâng cấp thêm một chút để cho chú có thể là mạnh mẽ hơn. Ở phần trang bị đặc thủ, mình sẽ all in vào cái phần tấn công này, nâng cấp thêm chỉ số tấn công cho chú Shanks anh em nhá. Như vậy là 24 giờ nữa đã trôi qua rồi anh em ạ. Mình vào luôn ưu đãi ngày 7 và mua luôn một cuốn trục L2 anh em nhá. Với con trục L2 này khi mình mở ra chắc chắn là mình sẽ lựa chọn tứ hoàng xanh rồi anh em ạ. Uầy, đẹp trai mà lại còn mạnh nữa cơ. Nhưng quan trọng là mình cần phải thêm cái dương lính chỉ 6 sao này nữa thì mới có phôi để nâng cấp cho chú xanh của mình lên được 8 sao anh em ạ. Đây rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp level cho chú xanh trước và bây giờ thì đến việc là tăng sao anh em nhá. Ok, 1, 2 và 3 luôn. Cho Sengoku đi luôn đi bởi vì mình đang bực lắm rồi, mai không reset được ra bằng cái nón Sengoku. Thử ở đây thì sao đây? Ồ, mình có thêm 10 thùng bia này. Chà, thì mình sẽ mở luôn để xem được em gì nhá. Ui ôi, Uta anh em ơi. Đấy, bây giờ mình lại có thể hợp thành được một vị tướng bên hệ thông minh này. Trời ơi, cứ hệ hiếm là mình sẽ để lại để dành hợp thành tướng anh em nhá. Sau khi mình ghép mảnh xong thì trời ơi, tự nhiên mình nhận được rất là nhiều kim cương và một số cái phần thưởng khác đấy anh em ạ. Thực ra không nhiều lắm, 500 kim cương nó làm cái gì đấy an ủi thôi. Nhưng mà méo mó có còn hơn không anh em nhá. Trong số những cái tài nguyên mà mình sót lại đến bây giờ chỉ còn lại là 30 cốc bia vàng, 40 cốc bia vàng mà thôi anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ treo mộ cho bằng hết luôn để xem là có được một vị tướng nào ở bên hệ minh mẫn hay không đây. Ồ, mình ghép được một vị tướng này. Chà, hệ sinh khí anh em ơi.
Thực ra là mình đã nhớ nhầm, bởi vì trong phần thú cưng này của mình vẫn còn có thể chiêu mộ thêm được một chút nữa. Và nếu như chiêu mộ thêm được một chút nữa thì chắc chắn là mình sẽ có thêm một vài cái phần thưởng có thể nhận được anh em ơi. Chiêu mộ hết cái đã anh em nhá. 34 cái xu này không biết là có được cái gì không đây anh em. Ok á, không ra con nào à? Bắt cuối cùng này anh em ơi, liệu rằng là có? Câu trả lời là không anh em ạ, buồn quá đi. Thế thì ở trong phần thư này mình nhận được cái gì đây? Có một dương cứu anh em nhá, và 500 cái mảnh album này. Ồ, một cái nón Sengoku, tuyệt vời luôn anh em ơi. Thế thì mình sẽ tiếp tục là vào trong cái phần sự kiện này, vào phần kim tự tháp để reset tướng hiếm anh em nhá. Hy vọng rằng lần này có thể ra một em tướng Yonko xanh, ảo ma Canada thực sự anh em ạ. Thôi rồi, toang rồi. 30 khẩu pháo thần công, mình tiếp tục là bắn Akainu anh em nhá. Thế là có 2001 kim cương rồi. Tiếp tục là mình sẽ thử vấn may với một cái bánh lái. Chà, Nami S anh em ạ. Oh, lễ hội One Piece thì mình đã kiếm được 15 cốc thịt. Và bây giờ mình sẽ tặng cho cái ông thần đằng này nhá. Oh yeah, 30 cốc bia vàng nữa rồi, 10 thùng bia, tuyệt vời quá anh em ơi. Sau đấy thì mình tiếp tục và xả cốc bia vàng thôi. Có 33 cốc để cho nó bay vào rất là nhanh anh em ạ. Giờ chỉ còn lại một cách cuối cùng là mình sẽ phải đi cày cuốc ở trong đấu trường anh em nhá. Mình sẽ đánh vài trăm trận đấu trường để xem thành quả mình đạt được là gì anh em ơi. Với sức mạnh đến từ Aceverus cũng như là chú Hoàng Xanh, không biết rằng là có ăn được cái mạng bên kia hay không đây. Con team bạn đấy có vẻ khá là lực anh em nhé. Đặc biệt là em Zephyr với cả một số em nữa có khả năng boost up rất ổn như là Bartolomeo Wano. Ôi dồi ôi, team mình đi gần hết rồi anh em ạ. Karasu team mình thì có sử dụng skill lên, tuy nhiên team bạn vẫn còn sống sờ sờ. Tú Hoàng Xanh chém một phát thì team mình gần đi luôn. Chỉ còn lại một Aceverus thôi, cay cú thực sự luôn. Aceverus trả đòn nhưng mà không ăn thua rồi anh em ơi, team bạn không có Aceverus luôn. Trời ơi, đất ơi, thực sự. Ui, cay cú chưa kìa anh em ơi. Mình nhớ là mình có rất nhiều belly anh em nhá. Đấy, 214 triệu belly luôn, quá tuyệt vời. Thêm một cái thùng XP này nữa, mình cũng sẽ mở luôn. Cà rốt su long của mình lên level 140 nha anh em. Tiếp tục là trang bị nhanh vào này. Ở đây thì tiếp tục là nâng sao thôi anh em ơi. Phôi thì mình có rất là nhiều luôn, lên luôn 7 sao rồi. Tiếp tục 3 em 5 sao nữa là mình có thể nâng cấp cho cà rốt su long lên được 8 sao anh em nhá. Ở đây thì còn ai bắt nạt được mình nữa hay không đây? Mình sẽ tiếp tục là nâng cấp lên level 180, đạt cấp độ tối đa luôn rồi. Và chú xanh cũng thế, mình sẽ nâng lên level 180 nhưng lại thiếu nguyên liệu rồi anh em ơi. Để mình xem lần này có thể đánh được một bạn nào đấy ngang tầm lực chiến hay chưa anh em nhá. Ôi, nhưng mình quên mất vẫn chưa cho em cà rốt su long vào. Trận này coi như là nhép vậy. Thì bạn đấy thì cũng có Aceverus luôn, trông khá là lực biển anh em nhá, nhưng Aceverus bên mình thì được đánh trước cơ. Nhưng team bạn thì đánh thốn quá anh em ơi. Một đấm vào đầu, ôi ôi, team mình đã đi gần hết rồi. Trời đất ạ, không thể tin được. Căng thẳng vậy sao? Hiyori team mình thì có hồi sinh được không? Câu trả lời là Hiyori team bạn mới là người hồi sinh cơ. Và Jinbei Wano thì đấm vẫn rất là lực anh em nhá. Ôi, có thêm cả Zoro Wano nữa anh em ơi. Ấy à, Karasu team mình đánh thì không đâu vào đâu cả. Bartolomeo team bạn thì đánh cũng khá là gắt đi. Team bạn có thêm cả Big Mom nữa mới cay chứ anh em ơi. Ấy, Severus của mình tiếp tục là nộ lên phát nữa được không đây? Câu trả lời là chưa anh em ạ. Thôi, lại tiếp tục là nằm xuống rồi. Team bạn nó quá nhiều khiên đi, team mình không thể nào mà xuyên qua được cái lớp khiên đấy anh em ạ. Trời ơi, giờ thì mình sẽ cho em cà rốt su long vào để xem như thế nào anh em nhá. Có ăn được bạn đấy hay không đây? Bạn này là bạn khác rồi, lực chiến chỉ 370.000 thôi. Ok, bạn này tên là dân chơi xóm anh em ạ. Và team bạn đấy thì cũng có tứ hoàng xanh, cũng có Aceverus và thêm vào đấy là cả Akainu nữa. Thì bên mình thì có Bartolomeo Wano, cà rốt su long vào thì HP rất dính rồi. Không biết là có nằm xuống sau pha chém này hay không. Và đây là pha chém của mình. Ôi dồi ôi chưa. Với đội hình của bạn này thì mình lại hoàn toàn có thể easy hơn, tự tin hơn để giành chiến thắng anh em nhé. Một đấm vào đầu. Wow, tuyệt cả là vời luôn này. Đây rồi, lực chiến của mình đã lên 470.000. Bảo sao lại chiến đấu dễ như thế. Thế thì mình sẽ đánh một bạn lực chiến 469.000. Ngang ngang cơ lực chiến một chút anh em nhé. Em là lần này có ăn được hay không nào. Cố lên đi. Thì bạn đấy thì có Rob Lucy, có Aceverus, có Zephyr luôn. Trời ơi, toàn những tướng khỏe thôi. Nhưng mình thiếu Zephyr nữa là một team của mình cũng mạnh hơn rất là nhiều nhá. Cà rốt su long này, không biết là meta này cà rốt su long còn mạnh hay không anh em. Để lại comment ở bên dưới cho mình biết đấy nhá. Ok, Aceverus đấm đi nào. Team bạn chỉ còn lại 3 người mà thôi. Và Yonko xanh chém thêm một phát nữa. Team bạn chỉ còn lại 2. Còn lại đúng Zephyr với cả Aceverus là hai tướng khỏe nhất ở bên team bạn rồi. Wow, Aceverus của team bạn đấm khá là đau khi mà team mình đã phải nằm xuống gần hết rồi anh em ạ. Trời ơi, chỉ còn lại 2vs2 thôi, khá là cân bằng nha. Một đấm nữa, Zephyr. Ui à, bốn chưa kìa. Iori team mình thì có sử dụng một quả ulti và Zephyr đã phải nằm xuống rồi anh em ơi. Ơi, không thể tin được, cả hai bên đều nổ sát thương cuối lượt. Và thôi rồi, mình ở thế công nên vẫn phải chấp nhận thất bại anh em ạ. Và sau mấy trận thua liên tiếp thì mình cực kỳ là cay cú luôn, nên đã đưa ra một quyết định táo bạo là nâng cấp Zoro lên 6 sao anh em nhá. Trời ơi, rất là tốn phôi SS ở bên hệ minh mẫn. Nhưng mà kệ đi, mình sẽ all in hết vào chú xanh để xem là như thế nào đây. Ok, còn hai cái phôi 5 sao này mình sẽ dùng VV cũng như là Luffy nâng cấp luôn anh em nhá. Yes, và như vậy là chú xanh của mình đã lên được 9 sao rồi anh em ơi. Mình cũng sẽ trang bị nhanh thêm một phát nữa, có thêm một cái bảo vật khác để xem là tăng thêm một chút công nó hay không anh em nhá. Ở phần trang bị đặc thù thì mình sẽ tiếp tục là nâng cấp lên đi, lên được level 30 rồi này.
Và phần thưởng mình nhận được khi mà nâng cấp chú xanh lên 9 sao là 8 triệu belly, 8.000 bụi cũng như là 2 trái ác quỷ nha. Nhưng thứ mình cần bây giờ vẫn là XP cơ anh em ạ. Buồn quá đi. Sau khi mà mình nâng cấp chú xanh lên được 9 sao, mình đã rất nỗ lực để đi đánh PK đấu trường. Và cuối cùng thì cũng có thể nhận thêm được một số cái thành tựu nữa. Ở trong phần thư, mình cũng nhận được thêm khá kim cương. Một cái dương Acerberus này anh em này, tuyệt cả là vời luôn. Thế cho nên mình đã vào trong cái phần túi đồ, mình mở luôn một cái dương đấy để xem nào. Ui giời ơi, nó lại là 5 thùng XP 72 giờ anh em ạ. Thế thì có thêm 13 triệu XP, mình tiếp tục là nâng cấp cho chú xanh lên level 180. Tuyệt vời quá anh em ơi, 190. Và liệu rằng lên được bao nhiêu đây? 199 rồi anh em ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta có một vị tướng mới ra mắt, Lady Perona. Đấy là một vị tướng vừa đẹp mà bộ kỹ năng lại cực kỳ xịn sò con bò. Việc đầu tiên mình cần làm bây giờ là vào ngay cái Mermaid Island này, vào trong phần vực thẳm và nhận quà vực thẳm cái đã anh em ơi. Ở tuần trước thì mình chỉ được một số sao nhất định thôi, không được full sao, nên phần quà lần này mình nhận được là 40 cốc bia vàng, 40 xu may mắn, 20 thùng bia và 3.000 bụi anh em nha. Sau khi nhận quà xong thì bây giờ mình đã có 1.028 xu may mắn, 347 cốc bia vàng cũng như là 174 thùng bia rồi. Với hơn 100 thùng bia khởi đầu thì mình vào luôn phần chiêu mộ đặc biệt. Và tất nhiên rồi, hệ nhanh nhẹn mà vã thôi anh em. 10 thùng bia đầu tiên để mình xem nào. Đếch cần, ồ số cái kinh. Nhưng mà chưa thấy em Lady Perona đâu cả anh em ạ. Frankie à, trời ơi, có một em Perona thường này anh em. Tiếp tục nào, có 164 thùng bia. Ok, một vị tướng bậc N nữa, nhưng chưa có Lady Perona anh em nhá. Mấy thùng bia tiếp theo thì nó vẫn chưa nổ ra một vị tướng 5 sao nào luôn, chứ đừng nói gì đến Lady Perona anh em nhá. Hôm nay thì sự kiện mới ra mắt, thế cho nên khi mà mình vào chiêu mộ nó lag ơi là lag. Và tiếp tục lại ra một vị tướng Soke King. Ui giời ơi, sao mà nhiều Soke King thế này. Tiếp tục 10 thùng bia tiếp theo, lần này không ra Soke King. Ui, một vị tướng được SS, nhưng nó lại là Chopper New World anh em ạ. Buồn thế nhở. Ok, thế một vị tướng 5 sao nữa, như lại là Sentomaru, cũng như là một vị tướng Robin bậc S anh em ơi. Lady Perona của tôi đâu? Cố lên nào, Lady Perona please. Sentomaru. Và tiếp tục là một vị tướng killer anh em nhá. Mặc dù sau khi xả xong 174 thùng bia đầu tiên, mình không có nhận được bất kỳ một vị tướng Perona nào ở trong cái phần chiêu mộ nhanh nhẹn, nhưng cột mốc thì mình đã có thể sở hữu được thêm một vị tướng Lady Perona nữa rồi anh em ơi. Và có thêm 50 cốc bia vàng và 10 thùng bia được hoàn trả lại anh em nhá. Bên cạnh đó thì ở phần thành tựu mình cũng đã nhận lại được rất nhiều belly và mình nhìn thấy cả một số kim cương nữa anh em ạ. Sau khi nhận được cái thành tựu đấy thì mình tiếp tục vào cốc bia vàng để chiêu mộ anh em nhá. 397 cốc bia vàng. À nhưng mà khoan, mình đi luyện tướng cái đã anh em ạ. Mặc dù có thể luyện được 1-2 em thôi, nhưng dù sao thì cũng chống thêm được 10 slot đồ anh em nhá. Còn đâu thì mình sẽ vào mình đi huyết tế anh em ạ. Tướng 1 sao, 2 sao, 3 sao thì chắc chắn là cho nó bay màu càng nhanh càng tốt rồi anh em. Nhân tiện huyết tế như thế này thì mình cũng có thể thu thập thêm cái hồn hải tặc để có thể là mua được thêm thùng bia cũng như là cốc bia vàng ở trong phần shop hồn hải tặc anh em ạ. Huyết tế xong rồi thì còn chần chờ gì nữa mà không xả hết 397 cốc bia vàng này anh em ơi. Và chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái tính năng chiếu mộ nhanh bằng phím enter ở trên máy tính anh em nhá. Uầy, như vậy là mình đã cho đi 230 cốc bia vàng chỉ trong nháy mắt thôi anh em ạ, chưa đến 30 giây luôn. Ảo ma Canada thực sự luôn. Và với số lượng cốc bia vàng mình bỏ ra như thế thì đã có thể là ghép thêm được một vài vị tướng 5 sao nữa rồi anh em ạ. Và tuyệt vời hơn là bên hệ minh mẫn, hệ hiếm của mình đã có thể ghép thêm được một vị tướng 5 sao nữa anh em nhá. Những cái vị tướng 5 sao ở hai hệ hiếm như là thông minh và minh mẫn nó cứ phải gọi cực kỳ khó kiếm anh em nhá. Nên là mình vẫn phải tích lũy và để dành thôi. Tiếp tục là mình sẽ cho đi 167 cốc bia vàng còn lại anh em nhá. Ồ, như vậy là cũng đã bay màu được khoảng 80 cốc của anh em ạ. Nhiệm vụ của mình tiếp tục là đi huyết tế để có thể lấy thêm slot trong túi đồ anh em nhá. Trong lúc huyết tế tướng thì cho mình hỏi một tí là ở đây có anh em nào đam mê mô hình One Piece không nhỉ? Mình là một người rất đam mê mô hình One Piece, thế cho nên ở trên bàn của mình bây giờ đang có ngay một mô hình Luffy Gear 5 anh em ạ. Thế nếu như anh em cũng đam mê mô hình Luffy Gear 5 thì có thể đặt mua ở giỏ hàng ở bên dưới góc trái màn hình nhá. Tiếp tục là chiêu mộ cốc bia vàng thôi nào anh em ơi. Chắc là hết sạch xanh xanh rồi đấy. Ở đây thì mình đã tích lũy được 3980 điểm rồi. Thế thì tội gì mà không chiêu mộ thêm 2 cốc bia vàng nữa để cho nó tròn 4000 điểm, lúc đấy mở mảnh một lượt luôn anh em ạ. Như vậy là đã đủ 4000 điểm rồi anh em ơi. Ghép xem nào. Wow, Robin à. Phát nữa đi. Ui giời ơi, ui. Rob Lucy luôn này anh em ơi, không thể tin được nhân phẩm của mình ghép mảnh ở đây lại hên như vậy anh em ạ. Để mình xem sau khi xả hết cốc bia vàng như thế thì mình nhận lại được những cái gì nào anh em ơi. Wow, có thêm 25 thùng bia nữa này, có 3 cái bánh lái, có một cái nón Sengoku. Tiếp tục là nhiệm vụ thành tựu, mình đã có thể nhận thêm được một em Boa Hancock và thêm 500 kim cương nữa này anh em. Wow, amazing. Còn bây giờ mình sẽ xả hết 1000 cái xu may mắn này để xem nhận lại đến những phần thưởng gì nào anh em ơi. Và với việc xả 1000 xu vòng quay may mắn này thì mình cũng sẽ thu lại được rất nhiều cỏ bùn lá anh em nhá. Khi nào mà xuất hiện shop cỏ bùn lá thì lại tiếp tục là mua thôi anh em. Phải mất đâu đấy 15 phút thì mình mới có thể xả hết 1000 xu may mắn, do là mình không có cái thẻ dành tay để chiêu mộ phát 100 lần luôn, mà chỉ có thể x10 thôi anh em nha. Không sao anh em ạ, cần cù thì bù siêng năng, bù luôn cả cái thẻ dành tay anh em ạ. Và đây là tất cả những cái phần thưởng mà mình nhận được sau khi xả 1000 cái xu may mắn đấy anh em nhá. Có 20 trái ác quỷ luôn này, 80 thùng bia. Ồ, tuyệt cả là vời. Thế là mình lại có thêm 129 thùng bia nữa rồi anh em ạ. Thế thì tội gì mà không trả thêm luôn vào hệ nhanh nhẹn nào anh em ơi.
Brook New World anh em ơi. Ấy à, càng đấy, thêm một vị tướng SS nữa nhưng không phải là Perona anh em ạ. 10 lần tiếp theo thì cũng tương tự như thế, mình được một vị tướng Smoker nhưng mà chán thua. Lại tiếp tục là một vị tướng Sogeking nữa. Ôi dồi ôi, sao hôm nay ra nhiều Sogeking thế nhỉ anh em nhỉ. Tiếp tục là mình đã vứt đi 30 thùng bia mà không được cái quần què gì cả anh em ạ. Còn 49 thùng bia nữa thôi. Để mình xem lần này có được vị tướng Lady Perona nào không anh em nhé. Rồi, rồi, rồi. Vâng, vẫn chưa có gì anh em ạ. 19 thùng cuối cùng và lại là Sogeking. Ui, dầu trắng mới đầu chứ anh em. Bực thế nhở. Nhưng mà không sao, chắc là với 129 thùng bia đấy thì mình cũng đã có thể nhận lại thêm được một em Lady Perona nữa rồi. Ủa, chưa á? Ồ, như vậy là mình còn thiếu 10 thùng bia nữa thì mới có thể sở hữu thêm được một em Lady Perona nữa anh em ạ. Và mình chợt nhận ra là mình có 2700 cái điểm hồn hải tặc này thì xếp vào đây để mua thùng bia, vừa tròn 10 thùng luôn anh em ơi. Tuyệt cả là vậy. Và với 10 thùng bia đấy thì mình đã có thể là xả thêm được một phát X10 nữa. Ủa, Deacon sao nhìn giống vị tướng tứ hoàng dâu đen dã man con ngan luôn anh em ạ. Ok, như vậy là sau khi xả xong 10 thùng bia đấy, mình đã sở hữu thêm được một vị tướng Lady Perona nữa rồi anh em. Tiếp theo sau đấy là mình vào trong shop kim cương và bỏ ra 5760 kim cương để thu về được 30 lần mua X8 tương đương với 240 xu may mắn anh em nhé. Sau đấy là tiếp tục vào vòng quay may mắn để mình có thể xả hết 240 xu đấy đi anh em ơi. Ok anh em ạ, đây là vòng quay may mắn nhưng cực kỳ là bí mật bởi vì mình không thể nào mà nhìn thấy phần thưởng ở đây anh em nhé. Level 123 sao thì mắc pinh luôn. Đùa đấy, nói chung là nó đang bị lag anh em ạ, server đông quá thế cho nên nó cứ lag cay cú thực sự luôn. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã xả nốt 240 xu may mắn đấy rồi và có thể nhận lại được những cái phần thưởng như sau anh em ơi. Ba cái bánh lái này, 10 thùng bia thôi á, buồn đấy. Ồ, hóa ra là mình xả thiếu 20 xu anh em ạ. Thế thì mình lại phải vào đây mỗi x2 phát anh em nhé. Tiếp tục là mình sẽ xả nốt 20 xu còn lại anh em. Thực ra chỉ cần xả 16 xu thôi là đã ok rồi anh em ạ. Và anh em có thể nhìn thấy cái phần thưởng ở trong cái vòng quay này nó đã bình thường trở lại rồi anh em ạ. Ok, thế là mình đã nhận đủ phần thưởng của cái sự kiện vòng quay may mắn tuần này rồi anh em ơi. Việc tiếp theo mình cần làm là vào phần huyết tế để có thể là huyết tế bớt những cái vị tướng 5 sao đi và lấy thêm cái hồn hải tặc này anh em nhá. Heaven Bee mình thấy có nhiều phết đây anh em ạ. Ừ, huyết tế bớt thì gì. Tiếp theo là hệ chính xác, bởi vì tuần trước thì mình cũng đã chiêu mộ Ace Brothers ở bên hệ chính xác rất nhiều rồi. Chắc chắn là sẽ thừa rất nhiều phôi 5 sao anh em ạ. Nhưng tất nhiên là mỗi một hệ mình sẽ chỉ huyết tế một cơ số tướng thôi anh em nhá, chứ còn huyết tế hết là chết dở. Và đặc biệt là mình sẽ không bao giờ huyết tế hai hệ hiếm anh em nhá. Huyết tế xong rồi thì mình sẽ vào mua thêm 90 thùng bia nữa anh em nhá. Do là lúc trước mình đã mua 10 thùng rồi mà tối đa mình chỉ mua được 100 thùng ở trong này thôi. Sau đấy vẫn còn thừa hồn hải tặc nên là mình đã mua thêm 25 cốc bia vàng nữa anh em ạ. Và nhiệm vụ tiếp theo của mình chắc chắn là phải xả nốt 119 thùng bia còn lại rồi anh em ơi. 10 thùng đầu tiên của mình thì không được cái gì cả và 10 thùng tiếp theo của mình thì được mỗi vị tướng QL 5 sao. Tiếp tục là một vị tướng 5 sao nữa, Helmepor và lại QL. Ôi ôi, thêm một vị tướng mặc SS nữa nhưng lại là Moria anh em nhá. Lần này thì sao đây, liệu rằng là có được em Perona Lady nào hay không nào. Chán ra man con ngan luôn, chỉ còn lại 39 thùng bia nữa thôi anh em nhá. Nhưng vẫn chưa ra một em Lady Perona nào khi mà mình chiêu mộ ở trong này cả anh em ạ. Lại Sogeking, cái gì vậy? Ngày hôm nay là ngày gì mà ra toàn Sogeking đấy anh em nhỉ? Ôi ôi ôi, SS nhưng mà là Jinbe anh em ạ. Nhận thêm một phần thưởng nữa nào anh em. Cũng có thêm 40 cốc bia vàng và 7 cái bánh lái anh em ạ. Với 7 cái bánh lái đấy thì mình đã nâng tổng số bánh lái của mình ở trong đảo này lên là 48 bánh rồi. Ui, thế là chuẩn bị sở hữu được thêm một cuốn trục L2 nữa này anh em ơi. Ấy, thế thì ngon rồi anh em. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ kiếm lại được rất là nhiều cốc bia vàng nha. Tổng cộng là 90 cốc bia vàng cơ anh em ơi. Như vậy là 48 cái bánh lái của mình đã sử dụng hết, chỉ còn 2 cái bánh lái nữa thôi là mình sẽ có thể sở hữu thêm được 3000 kim cương cũng như là một cuốn trục L2 rất chi là ngon lành cành đào anh em ơi. Tất nhiên rồi, hòm thư của mình chắc chắn sẽ nhận được một số những cái phần thưởng nhất định. Ok, và đây là thành quả của mình sau khi sử dụng 48 cái bánh lái anh em nhá. 90 cốc bia vàng này, 10 thùng bia này. Mình sẽ cho đi nốt 10 thùng bia đấy để xem có được Lady Perona hay không đây. Nãy giờ thì mình cũng đã huyết tế khá là nhiều những cái tướng 5 sao rồi, thì cho nên bây giờ chiêu mộ cốc bia vàng chắc là sẽ không bị đầy túi đồ nữa đâu anh em ơi. Có lẽ là đi hết 190 cốc bia kia nó cực kỳ dễ dàng anh em nhá. Ok, mình đã đoán đúng anh em ạ. Và ghép ảnh thêm đồ flamingo luôn kìa. Uầy, thành tựu và mình đã thu về được rất nhiều kim cương anh em ơi. 700 nữa là 1500 này, cộng thêm 400 nữa là 1900 luôn. Uầy, giờ kim cương của mình lại lên 12.700 rồi. Chiêu mộ cốc bia vàng xong thì mình lại tiếp tục có thêm 3 cái bánh lái nữa anh em ạ. Trời, thế thì mình đã hoàn toàn có thể xong cái vòng thử thách ở bên đảo bóng đêm này rồi. Và mình đã nhận thêm được 3.000 kim cương và một cuốn trục L2 nữa anh em nhá. Hiện tại sau khi xả xong 270 thùng bia, 582 cốc bia vàng, 1600 xu may mắn thì mình đã sở hữu được hai em Lady Perona rồi, tương đương với 100 mảnh anh em nhá. Nhưng ở trên này mình vẫn còn 685 mảnh tướng L1 nữa cơ. Bây giờ mình sẽ thử vận may luôn để xem có được em Lady Perona nào không anh em nhá. Phát thứ hai xem nào. Ui giời ơi, rách kìa. Phát thứ ba. Ui, Sabo anh em ạ. Lần thứ tư. Ui,
cà rốt. Lần thứ 5 thì sao đây anh em ơi? Lần thứ 5. Please. Trời. Vai cái ư shop new world. Tiếp tục. Lần thứ 6. Reju mới đầu. Lần thứ 7. Ichiji luôn. Và lần thứ 8. Lady. Ui giời. Lần thứ 9 thì sao? Lại Robin new world. Lần thứ 10. Nami Wano kìa. Trời ơi. Karasu anh em ơi. Tuyệt vời quá. Thôi thì mình cũng đang build Karasu. Cho thêm một em nữa để nâng cấp em nó lên 10 sao cũng ổn áp đấy. Và thêm một em cà rốt nữa. Đây là em cuối cùng anh em nhá. Moria anh em ạ. Quá là đen luôn đi. Thế thì còn 500 mảnh đại hải tặc nữa anh em ơi. Để mình xem có ra được em gì hay không anh em ơi. Trời. Câu trả lời là không ra một em gì ngon cả anh em ạ. Lúc này thì bí quá rồi. Nên là mình tiếp tục vào để huyết tế tướng anh em ạ. Và tất nhiên là cả những vị tướng 5 sao thì mình cũng sẽ huyết tế bớt anh em nha. Huyết tế xong thì mình vào trong cái phần cửa hàng hồn hải tặc và mua được thêm 69 cốc bia vàng nữa anh em ạ. Xong rồi mình thấy nó vẫn ít ít, thế là mình lại vào huyết tế tiếp anh em nhé. Giờ thì mình có thể mua tối đa thêm được 6 cốc bia vàng nữa anh em ạ. Tiếp tục là mình vào shop kim cương để đầu tư 2.400 kim cương vào đây, mua lấy 24 cốc bia vàng nữa anh em nhé. Và vào phần chợ đen để mua thêm một cốc bia vàng với giá là 150 kim cương, xót xa quá anh em ơi. Có như vậy thì mình mới đủ 100 cốc bia vàng ở đây để có thể là xả nốt một phát nữa, lụm thêm phần thưởng ở mốc cốc bia vàng anh em ơi. Và thế là vèo phát mình đã xả hết 100 cốc bia vàng, ghép thêm mảnh nữa như được em Nami. Nhưng mà mình lại tính toán sai anh em ạ, cần phải tốn thêm 18 cốc bia vàng nữa thì mình có thể là đạt được cái vòng thứ 3 này và thu về 20 thùng bia nữa anh em nhé. Vẫn còn may khi mà mình vẫn còn kim cương anh em ạ. Và mình sẽ đầu tư thêm 2.400 kim cương nữa vào đây để có thể lụm về 24 cốc bia vàng. Tiếp tục xả nào anh em ơi. Ok, lần này thì cũng đã đủ rồi đấy anh em ạ. Xong luôn, ghép thêm một lần nữa nào. Ui, ôi, Ivan Cốp mới đầu chứ. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được 3 vòng cốc bia vàng rồi và thu về được 20 thùng bia nữa. Với 20 thùng bia đấy thì mình đã nâng tổng số lên 34 thùng rồi. Tiếp tục xả hãy nhanh nhẹn thôi anh em. Ui, nhảy tướng 5 sao cứ đùng đoàng nhưng mà lại không có em Lady Perona nào mới cay anh em ạ. 24 thùng còn lại thì sao đây? Tiếp tục là 10 thùng tiếp theo nhưng vẫn chỉ ra killer mà thôi anh em nhé. Ôi, Hina anh em ạ. Và 14 thùng cuối cùng, liệu rằng... Trời ơi, không thể tin được anh em ạ. Mình cứ phải đến đúng cái vòng đấy thì mới có thể là chiêu mộ thêm được một em Lady Perona nữa cơ. Và bây giờ nâng tổng số Lady Perona của mình lên 3 em rồi anh em nhé. Ồ, có 85 mảnh SSL1 này, làm gì? Ui, Luffy Wano mới đầu anh em ơi. Ôi, tạm thời thì mình sẽ ghép 3 cái em tướng Lady Perona này để có thể là nâng cấp cho em nó lên đã. Với 3 em Lady Perona mà mình đã sở hữu được thì chắc chắn là mình có thể nâng cấp cho em nó lên được 9 sao rồi anh em nhá. Wow, tuyệt vời anh em ơi. Tất nhiên là mình cũng sẽ nâng cấp cho em nó lên level 200 luôn anh em nhá. Khi mà nâng cấp cho Lady Perona của mình lên được 9 sao thì mình sẽ vào trong cái phần nhiệm vụ thức tỉnh Lady Perona để có thể lụm thêm 10 thùng bia, 50 mảnh L2, 50 mảnh L1 anh em ạ. Đây rồi, tuyệt cả là vời luôn anh em. Tiếp tục là mình sẽ thử vận may với 50 mảnh L1 trước nào anh em. Ui vãi nồi, Yasop anh em ạ. Tiếp theo L2 thì là được. Ui, Luffy New World anh em ơi. Việc tiếp theo của mình bây giờ là sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ chiến trường này để có thể là thu về thùng bia và cốc bia vàng anh em nhé. Tất nhiên là tuần này mình sẽ có hai cái nhiệm vụ chiến trường. Ôi, cực kỳ là ngon lành cành đào luôn, rất nhiều thùng bia anh em ạ. Bên cạnh đó thì cái quỹ chiến trường server mới của mình cũng chưa hoàn thành luôn, thì một mũi tên trúng 3 đích anh em nhé. Với nhiệm vụ chiến trường này, để cho nó ngon lành cành đào nhất thì mình sẽ ra trận với cả em Lady Perona rồi anh em. Ok, và mình sẽ bỏ qua cho nó nhanh chóng anh em nhé. Xin chào anh em, mình sẽ làm nâng cấp Bartolomeo của mình từ 9 sao lên 10 sao luôn. Đầu tiên thì mình đã vào trong cái phần thư này, nhận nhanh một phát vào, ôi dồi ôi, được 140 kim cương nhưng mà có thêm 7.000 cái huy hiệu hạm đội thì khá là ngon. Hôm trước mình đã nâng cấp dở vào nghề kiếm sĩ bởi vì lúc đấy Shanh nâng rất là mạnh luôn. Nhưng mà sau khi Perona ra mắt một cái thì nghe chừng chú Shanh lại bị giảm sức mạnh đi đôi phần. Thế là mình quay xe và bây giờ nâng cấp luôn vào nghề hỗ trợ anh em nhá, phun máu rồi này. Tuần này có tiệc Sanji thì cũng khá là ngon đấy, nhưng mình chỉ tặng miễn phí thôi, mình để dành kim cương khi nào nhiều một chút thì sẽ xả sau để cho anh em thích cái con mắt anh em nhá. Sự kiện tuần này thì có cửa hàng sô cô la đấy, nhưng mình sẽ không mua vào cái túi thuyền trưởng nữa. Do là mình đã có 210 sô cô la rồi thì mình sẽ cố gắng tích lũy thêm 90 sô cô la nữa và mua thêm 60 trái ác quỷ. Với cái trái ác quỷ này thì chắc chắn là mình sẽ có thể mua được nhiều đồ hơn, ngon lành anh đào. Còn cái shop cỏ 4 lá này thì chắc chắn là mình sẽ phải mua mắc rồi anh em ạ. Đây rồi, mình sẽ dùng luôn 15k cỏ 4 lá, mua 30 lần x5 thùng bia tương đương với 150 thùng bia anh em nhá. Nâng tổng số thùng bia của mình lên 255 luôn rồi anh em ơi. Mình sẽ cố tích lũy được 600 thùng bia để khi nào mà ra tướng mới xả all in một phát là ngon lành cái đào luôn.
Sau đấy thì mình tiếp tục quay trở lại shop cỏ bốn lá để có thể mua thêm cốc bia vàng, nhưng mà chỉ mua được thêm 45 cốc nữa thôi, do là cái cỏ bốn lá này của mình cũng đã hết mất rồi. Thực ra mình đang có 726 cái xu may mắn đấy, nhưng mà mình đang tích lũy lại để có thể là chờ xả xong cái sự kiện mà từ mới tuần sau nữa anh em nhé. Mình tính toán đâu đấy là phải cần 1.400 xu cho đến 1.600 xu thì sẽ all in được 4 cái vòng, mà bây giờ mình mới chỉ tích lũy được có một nửa thôi thì vẫn cần phải tích lũy thêm anh em ạ. Sau đấy thì mình tiếp tục vào trong cái con bot Akainu này bắn được một phát, kiếm thêm 300 kim cương và một cái dương bot nữa anh em nhé. Trong cái phần shop Akainu thì mình sẽ chờ thêm một cái điểm nữa để có thể mua cái dương may mắn Lady Perona, mở biết đâu ra đứng Perona luôn. Hoặc nếu không thì ít nhất mình cũng có thể kiếm được 100 xu may mắn, mình thấy cái này là dễ ra này. Hoặc 50 cốc bia vàng cũng là ngon lành cái nào luôn anh em. Và nếu như anh em nào mà xem video lần trước của mình ấy, thì đội hình của mình đang bị yếu quá, hơi thọt một tí so với hiện tại. Những anh em khác đang build rất mạnh rồi, thế cho nên mình quyết định vào trong cái phần mảnh này và mở nốt tất cả những cái mảnh mà mình có để xem em sở hữu được những vị tướng gì anh em nhá. Hợp thành luôn. Uầy, Rayleigh anh em ạ. Hiểu rằng em gì đây, Aokiji à? Cho thêm một chiếc cư gian ở đây nữa là ngon này, bởi vì vị tướng Aokiji cư gian nó sẽ là ngon lành cái nào hơn anh em nhá. Đây này, đấy, một vị tướng nữa có phải là ok la hơn hay không. Tiếp theo là đến mảnh L1 anh em nhá, để mình xem nào. Uầy, Jinbe à? Nếu như có Jinbe Wano cũng là ok luôn này. Marco, và vị tướng thứ ba sẽ là gì đây? Fujitora anh em ạ. Tiếp tục đi. Ui giời ơi, lại là Jack kìa. Và em này thì sao? Queen à? Liệu rằng đây có phải là King hay không đây? Sugar hả? Hiện tại Sugar thì mình cũng thấy một số bạn chơi đấy, nhưng mà cũng không được nhiều cho lắm. Ok, Capon Bege này, đấy cũng là một trong những cái vị tướng mà ở thời đỉnh điểm meta rất là mạnh nha anh em. Tiếp tục nào. Trời ơi, Sanji, Vinsmoke anh em ạ, không thể tin được. Và Bugres. Tiếp tục đi. Sanji New World hả? Chỉ còn lại mở được 3 em nữa thôi, để mình xem lần này ra em gì. Moria anh em ơi, 125 ảnh. Cà rốt su long này anh em. Ồ, trong đội hình của mình thì hiện tại cũng có một em cà rốt su long nâng cấp lên được 8 sao rồi. Và với em đấy nữa thì mình có thể nâng cấp vào lên 9 sao đấy anh em. Thì mình sẽ nâng cấp thử luôn anh em nhé. Nhưng mà hết phôi 6 sao rồi. Mình chợt nhớ ra là trong cái phần shop hiệu rank S này mình có thể mua được phôi 6 sao. Nên mình vào đây mình dùng 20 cái huy hiệu rank S và đổi lấy một phôi 6 sao bên hệ chính xác. Và tiếp tục quay trở lại và nâng cấp cho em cà rốt su long của mình lên được 9 sao luôn anh em nhé. Đây này, hai em phôi 5 sao nó cực kỳ là easy luôn. Và thế là mình đã nâng cấp được em cà rốt su long lên được 9 sao. Nghe chừng cũng ok là ổn áp đấy. Nhưng mình sẽ để dành cái tài nguyên này chưa nâng cấp lên level 200 vội. Còn là một lần ghép mảnh SSL1 cuối cùng anh em nhá. Vâng, lần này ra Nami New World thì hơi chán anh em ạ. Rồi bây giờ tướng nhanh nhẹn thì sao đây? Nekomamushi này. Và bên hệ bên bỉ thì như thế nào? Zoro Wano anh em ạ. Buồn thế. 200 mảnh tới bậc S này. Trời ơi, chán thế nhở. Và đây rồi, ghép lên Tuti hai em luôn anh em nhớ. Dù là không ghép ra được em gì ngon lắm, thế nhưng mà do là mình ghép được em cà rốt su long lên được 9 sao nên đã nhận lại được một số cái phần thưởng luyện tướng khá ngon lành cành đào anh em ạ. Lại có thêm mảnh này. Thế thì mình ghép luôn này. Thông minh này, thông minh này, thông minh. Ui Mihawk anh em ạ. Và tiếp tục, đây là vị tướng gì đây? Lo qua nó. Bên sinh khí thì sao? Lại Bugess anh em ạ. Tiếp theo sau đó mình nhận thấy em Bartolomeo Wano của mình đã có sẵn 50 mảnh ở trong túi đồ rồi. Bây giờ mình sẽ hợp thành một phát. Và như vậy là mình chỉ còn thiếu đúng một em nữa thôi là mình sẽ có được một em đầu tiên trong đội hình lên được 10 sao. Đó chính là Bartolomeo Wano anh em nhá. Và như lần trước mình đã hứa với anh em là cần phải chăm chỉ cày thông thạo hơn, thế cho nên mình đã vào trong phần liên đấu và cày quốc cực kỳ bùng nổ luôn. Kể cả đối với những cái nhiệm vụ tổng bộ dùng Bartolomeo Wano hoàn thành 4 lần nhiệm vụ 4 sao. Thậm chí mình đã dùng kim cương để reset luôn để ra nhiệm vụ 4 sao và thực hiện hoàn thành trong Bartolomeo Wano của mình anh em nhá. Trong lúc chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành thì mình quay trở lại để chiến liên đấu thôi. Đội hình của mình hơi cùi, thế cho nên là những vị tướng nào mạnh nhất trong đội hình của mình thì mình cứ vượt vào anh em ạ. Trận thứ hai thì mình đã thua anh em nhá. Còn trận thứ ba thì không biết như thế nào đây. Ôi giời, lại thua mất rồi. Ok, nhưng mà mình đã tính toán chuẩn anh em ạ. Mình đã hoàn thành đủ 10 lần anh thương là xong. Đấy, nhận thêm 10 mảnh Bartolomeo nhá. Như vậy chỉ còn 40 mảnh nữa thôi là mình có thể nâng cấp cho em Bartolomeo của mình lên 10 sao rồi. 3 days later. Và sau nhiều giờ cày thông thạo cực kỳ mệt mỏi luôn, nhưng thực ra là vợ mình mệt chứ không phải mình mệt, bởi vì thông thạo này là vợ mình cày hộ mình anh em nhá. Trời ơi, đỉnh thực sự luôn anh em ạ. Cực kỳ khủng khiếp luôn. Vợ mình thậm chí còn cày cả Acer Burst các kiểu con điều luôn này, cốc bia vàng. Ôi trời ơi luôn. Và chắc chắn rồi, Bartolomeo Wano của mình đã đến vòng 5, nhận thêm được 10 mảnh nữa và hai cốc bia vàng nữa anh em nhá. Mình sẽ nhận thêm phần thưởng ở trong cái phần hoạt động tháng thường, 1550 kim cương, 8 thùng bia, ok là luôn anh em nhá. Và tất nhiên rồi, bây giờ mình đã đủ 50 mảnh Bartolomeo Wano, hợp thành thêm được một em nữa. Và bây giờ thì đến tiết mục cực kỳ bùng nổ, đó chính là nâng cấp Bartolomeo Wano của mình lên 10 sao. Nhưng mình bị thiếu mất một phôi 6 sao và một phôi 9 sao anh em nhá. Ô,
phôi 9 sao thì có rồi anh em ạ. Thế thì mình quay trở lại Shopee ở danh ép và làm thêm một phôi 6 sao ở bên hệ nhanh nhẹn nữa là ok anh em. Giờ thì đây rồi anh em ơi, Bartolomeo là vị tướng đầu tiên trong đội hình của mình lên được 10 sao anh em nhá. Ổn áp luôn đi chứ. Và chắc chắn mình có thể nâng cấp cho Bartolomeo của mình lên level 250 rồi anh em. Khi nâng cấp được lên level 250 thì chắc chắn mình vào trong cái phần trang bị đặc thù này và tiếp tục nâng cấp cho nó lên thêm được nhiều sao nữa anh em nhá. Đây là bao nhiêu đây? 60 à? Thế thì phẩm độ nâng cấp thêm một vạn nữa, lên vạn nữa không? Ồ, câu trả lời là chưa anh em ạ. Sau khi nâng cấp Bartolomeo lên 10 sao thì mình cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ luyện tướng 10 sao, nhận thêm 1000 kim cương và 4 trái ác quỷ anh em ạ. Ui nói anh trái ác quỷ mình nhớ, trong cái cửa hàng đại hải tặc thì ngày hôm nay nó đã reset rồi. Như anh em có thể thấy mình đã tích lũy được 216 trái ác quỷ chỉ chờ cái giây phút này thôi anh em nhá. 80 trái ác quỷ mình sẽ dùng để mua một cuốn trục L2, 60 trái ác quỷ mình mua một cuốn trục L1 luôn anh em ạ. Và thế là ở thời điểm hiện tại mình đã tích lũy được một cuốn trục L1 và hai cuốn trục L2 anh em nhá. Khi nào có một vị tướng gì đấy cực kỳ xịn sau con bò thì mình sẽ mở một mạch luôn anh em ạ. Còn ở dưới này mình có một dương bóp may mắn mình sẽ mở luôn anh em ơi, được có 10 xu may mắn thôi nhưng vẫn còn đấy là dương Lady Perona, mình sẽ mở luôn anh em ơi. Trời ơi, 5 thùng Belly 72 giờ mình cú chứ anh em. 5 thùng Belly thì cũng buồn, nhưng buồn hơn là vị tướng Karasu này ở thời điểm hiện tại đang bị out dần meta, mà trong khi đấy mình đang nâng cấp dở. Thôi thì buồn nào gì cũng sẽ qua, chỉ có buồn ẻ chẳng tha ngày nào. Thế cho nên mình quyết định bỏ luôn Karasu và thay vào đấy mình sẽ chơi thẳng với em Rob Lucy này anh em nhá. Vậy nên mình có một cuốn trục L1, mình sẽ sở hữu luôn Rob Lucy để nâng cấp cho em nó mạnh mẽ hơn anh em ạ. Rob Lucy ok luôn. Giờ thì đến lúc để nâng cấp cho Rob Lucy của mình lên sao rồi anh em ơi. 1 2 3 và 4 này. Rồi, lên luôn 6 sao anh em nhá và nâng cấp level cho nó lên được level 140 anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ nâng cấp lên 7 sao, cực kỳ là đơn giản thôi. Và một phôi 6 sao nữa. Ôi, mày quá có luôn này anh em ơi. 3 phôi 5 sao nữa. Thế là lên được 8 sao rồi anh em nhá. Thiếu thêm một em Rob Lucy nữa thôi là mình có thể nâng cấp cho nó lên được 9 sao. Thì tạm thời mình sẽ nâng cấp level trước cái đã. Trong cái phần trang bị đặc thù thì mình cũng sẽ mở khóa luôn và nâng cấp all-in vào trong máu của Rob Lucy tăng cấp lên thật mạnh anh em ạ. Ok, phẩm đồ này lên luôn. Bao nhiêu sao đây? 4 sao rồi. Tiếp tục mình sẽ trang bị cho một con pet liên quan đến chỉ số máu anh em nhá. Nhưng mà mỗi tội không có con nào chỉ số máu cả thì thôi thì trang bị mấy cái lầy linh tinh này đã vậy. Tiếp tục là mình sẽ cố gắng đi cày cuốc ở trong cái phần nhiệm vụ thông thạo để kiếm thêm Rob Lucy và nâng cấp cho em nó lên 10 sao luôn anh em nhá.